Ôi, xin chào anh em đam mê, lại là mình đây. Hôm nay sáng thứ ba đầu tuần, em chúc anh em có một tuần mới thật là vui nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm clip bán phôi mai đã sống khỏe nha anh em nha. Thì giống này thì em đã ghép rồi. Đây, lên cái cây đầu tiên cho anh em coi chơi. Cây này thì có cái dạng cây xương bay rất là đẹp nha anh em nha. Cây thì cũng có một số nút nụ. Cây này thì mới ghép mấy tháng thôi, tầm 2 tháng, 3 tháng thôi. Cũng có một số nút nụ để về anh em ngắm hoa chơi nha. Đấy, xương bay nè. Thì anh em cũng biết mình thì bán phôi mai vàng Bình Thuận. Em thì 8 giờ tối lúc nào cũng có mặt, nhưng mà bây giờ em gần Tết em làm cho anh em mấy cây để anh em sưu tầm chơi. Thì em lên 8 giờ sáng là em bán cây sống khỏe nha anh em nha. Đó, một số phôi như thế này nè. Hôm nay em sẽ lên giao lưu anh em. Đó, giao lưu anh em chơi rồi Tết anh em vặt lá ra chơi ngắm mấy dòng mai vàng Bình Thuận nha. Một số phôi em bán hàng ngày luôn, cứ 8 giờ là có mặt em, 8 giờ sáng nha anh em nha. Em bán bên trên màn hình em có số điện thoại, mã số cây, ngày tháng, giá tiền thì niêm yết luôn. Em thì bán bao ship toàn quốc. Cái dòng này thì tiền ship rất là cao anh em ạ. Tiền ship rất là cao nha. Đù, có cây này lực không anh em? Đế nè, đế nữa lực không? Đúng không? Hai cốt, ba chi nha anh em nha. Đấy, thì anh em vào lại sưu tầm. Rồi anh em thích cái kênh của mình thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh luôn anh em nha. Đây. Rồi, phôi đầu tiên là anh Tâm. Hello anh em, cái anh Tâm. Hello anh em. Đây, anh Tâm thì chuẩn bị mấy anh em mình làm cái clip này xong chuẩn bị đi săn phôi anh em ạ. Rồi, cây đầu tiên anh em coi dễ đế nè. Đế bao luôn nha. Đế đều nè. Đấy. Đế nè, đế nè. Đế nè, đế nè. Đế nè. Đó, coi chừng gãy nha anh Tâm. Mà nói thiệt cây này mình đào luôn đó. Cây này của anh Tâm săn á. Nói chung chi nào ghép cũng ok hết nha. Có này bị gãy à, rồi nó lầy liền là. Đấy, chi nè, liền là không tì vết. Có chi phóng ra rất là đẹp. Chưa vô kẽm luôn anh em à. Ghép lên là dứt thôi. Rồi. Cây này thì nó đang hiện tại đang nằm chậu 45 anh em à. Đấy, dàn xương rất là đẹp. Anh em xem thông số nha. Thông số anh ta. Cây này dàn xương đẹp không? Tuyệt vời nè. Cái này làm nhanh ra cây lắm anh em à. Tại vì vết cắt nhỏ nè. Bình 32. Chiều cao của cây là 49. Bay ra. Con chì bay ra là 69. Rồi. Anh em yêu thích cây này thì liên hệ trực tiếp mình, chốt đơn nha anh em nha. Trước khi anh em ơi, cây này về nuôi thêm để năm sau chơi cho tuyệt vời luôn anh em ạ. Trước khi phôi đầu tiên nha anh em nha. Rồi mọi người ơi, tiếp tục anh em. Một phôi nữa. Phôi này thì trực một cốt ở đây. Đấy, về đế tạm được nha anh em nha. Cây có một hai miếng thẹo trên đây đã lành. Thẹo này rất là đẹp chứ không phải thẹo mới làm nha anh em nha. Thẹo tự nhiên nó đã lành hết rồi. Coi dàn chi rất là đẹp nha. Thấy dàn chi không? Nè. Chi nè. Cái thằng của này tay này nó lượn ra đây, sau đó nó dót đỉnh cho đây rất là đẹp. Hợp lý luôn anh em. Cây này trồng chậu 45. Cây này đã ghép giống 82 cánh. Có một số nút nụ nha anh em nha. Về là chơi Tết được. Đấy, cây này thì nó thuần chậu rồi. Nút nụ này anh em ha. Đấy, thuần chậu rồi anh em à. Dễ làm. Rồi. Anh em thấy chuẩn chưa? Cây rất là chuẩn nha. Chậu nhựa nha anh em nha. Hoành luôn anh Tâm. Về anh em sang chậu chơi nha. Đấy, cây này nó có một cái chi này nè, em chưa ghép. Về anh em thích ghép chi này để lại cho anh em ghép. Còn không thì tháo bỏ đục ra cho đẹp. Hoành 28. Hoành to ấy. To lắm. Cao 47. Rồi, chậu 45. Mời anh em sưu tầm ủng hộ cây này nha. Cây này được á. Về vào kẽm, kéo xuống, kiếm mấy chậu men bỏ vô nó là đẹp, tuyệt vời. Dứt đi. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Thì mình xin giới thiệu đến anh em một cây mai vàng Bình Thuận. Mình ghép siêu bông Sài Gòn nha anh em nha. Giống này thì hoa đẹp, hoa lực. Mà nhiều hoa. Đã gọi là siêu bông Sài Gòn mà. Nụ nút thì ba phê luôn anh em.
mượn nút cũng rất là nhiều nha. Tết là chơi ho luôn. Tết đây là chơi luôn. Đấy, em chưa vô kẽm luôn mọi người à. Về mua về tự do nha. Thích kiểu gì thì chơi. Anh em coi bộ đế của nó nè. Đế bao phê. Đế rất là lực. Chậu này chậu 50 nha anh em nha. Cây mà cỡ này mà vô chậu 50 thì quá hoàn hảo rồi. Cây này nó có miếng lưu thép cho đây. Đấy. Ha, da đã tóm xuống. Nó lọt lên đây. Nó tóm xuống rất là đẹp, dàn chi cũng đẹp luôn. Giót ngọn. Đấy, nó hồi cây nè ha. Đấy nè, đi đây qua đây chi một một liền. Rồi xoay vòng nữa đây anh Tâm. Cây này thùng chậu rồi. Đấy. Cây quá lực. Rồi anh Tâm cho anh em xem thông số cái cây này anh Tâm. Cây này về vô kẽm nha anh em nha, vô kẽm là đẹp cây luôn á. Vành 59. Cao là 65. Bầu 50. Chậu á. Chậu 50 mà. Chậu 50. Cây đẹp á. Cây này dán nuôi sau này chơi. Ok nha. Anh em mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt cái. Rồi mọi người ơi, tiếp tục một phôi nữa nè mọi người nè. Phôi này thì đế nơm nha. Đế nơm hết. Cây này mà lòi lên đế nơm xuống hết luôn anh em à. Đó, nè. Đế nơm xuống. Cây một cốt nha anh em nha. Cây vàng chi bao đẹp luôn. Đấy. Vàng nút nụ bao phê luôn anh em à. Vàng nút nụ cũng nhiều nha. Nói. Ừ. Đấy, nút nụ nè. Nút nụ bao phê. Nút nụ quá. Trầm luôn. Cây này về chơi Tết là y anh em à. Nói chung không phải là chơi mà là ngắm thôi. Chứ còn dăng chơi cây thì cỡ này chưa ăn thua. Có miếng thiệu đây. Miếng thiệu cho đây xíu nữa nè anh em. Còn vàng chi bao đẹp, bao ngon. Cây này mà vô phát là tròn cây luôn. Tại vì vàng chi nó đều á. Rồi, cây này chậu 50 luôn nha mọi người nha. Anh em xem thông số cái này. Đế đẹp lắm, đế nơm xuống ha. Đó. Sau này về chơi là khai thác hết luôn anh em à. Mình đang nuôi á cho nên mình lắp lại đó. Đều hết luôn. Cây đều hết luôn. Vành 35. Cao 50. Cây đẹp anh em. Ha. Dàn chi đều hết chỗ này là một cái tán khích cây. Dứt chưa anh em? Được chưa? Được thì gọi điện chốt. Rồi mọi người ơi, tiếp tục là mọi người nè. Một phôi nữa. Phôi này thì trực nha mọi người nha. Cây nút nụ nè ha. Bao phê. Từ ư nè. Đây. Cây này chơi Tết thì khỏi phải vàng luôn. Nút nụ thì đầy luôn. Đấy. Đầy nha anh em nha. Đều hết luôn. Đó, anh thấy gì chưa? Cây này ba chi, có miếng lũa đây ha. Miếng lũa đây nè anh em nè. Đó, miếng lũa đây, vàng đế nè. Thấy đế không? Nở nè. Đế nở ra nè. Đó, chân này nữa nè. Chân nhỏ. Chỗ này có cái bè, có cái bệnh rất là lực nha. Chân đây chi ra nữa nè ha. Đế rất là lực, đế hết mặt chậu luôn á. Ba chi. Tỷ lệ đẹp. Đã thùng chậu. Nụ thì bao phê. Anh em xem thông số ơi. Thoát thăng vừa phải để chơi luôn anh em. Vành 49. Cao 60. Rồi, chậu 50. Bộ đế đẹp. Cây này mà ông chơi còn chẳng chơi chứ nữa. Chốt đơn ơi mọi người. Rồi tiếp tục mọi người ơi, một phôi nữa. Phôi thùng chậu, chậu này trồng nhựa nha mọi người nha. Bộ đế trước cho anh em tham chơi nè. Bắt cầu rồi đế nè. Này bắt cầu hay gì dưới đây mà lâu quá không nhớ. Đấy, đế nở ra theo. Đấy nè. Đấy, hai thăng nha anh em nha. Cây này thì nụ cổ rồi. Ui, giống này nhanh ra nụ không? Nó mới nứt đây mà ra nụ quá à. Hay. Giống zin á. Chứ bây giờ mình ghép vô rồi nè. À, nụ nè, thấy gì chưa? Nụ dày luôn mọi người ơi. Núp nụ bao phê rồi. Chơi Tết được rồi. Đấy, ghép độ ổn định hết. Cây đế được. Cây hai thăng nha anh em nha.
bắt cầu nó không môi ra chỗ này ở dưới đèn bộ đế bắt cầu. Thôi mình chồng có sao mà nói vậy mà anh em chắc không thấy á, trời già đẹp không, chưa vô kẽm luôn, anh em về vô kẽm chơi nha. Rồi anh em xem thông số cây hai thằng này ấy, rồi xong mình lên đơn luôn anh em ơi. Rồi hòn luôn anh Tâm ơi, hòn cây lớn, hòn cây lớn 26, hòn cây nhỏ anh Tâm, cây nhỏ 14, đẹp rồi, cao là 35, rồi chậu 50. Anh em yêu thích cây này thì liên hệ mình, chốt đơn về vào kẽm Tết lặt lá chơi nha anh em nha. Dứt đi. Rồi mọi người tiếp tục một phôi nữa mọi người ơi. Phôi quá đẹp nha anh em nha. Phôi này là dạng cúc chi cành bay ra. Cây có 1-2 miếng thẹo rồi, trên thân đã lành hết. Cho đừng coi thẹo. Thẹo nè. Cũng có quá đẹp nha anh em nha. Cây này nụ bao, có nụ nha anh em nha. Về là lặt lá chơi nụ luôn. Nụ nhiều chứ hả? Nhiều giống này dễ nụ, nụ quá nhiều. Cây này bộ đế nè, được đó, rễ đế nở nha, vững đây nữa nè, đấy, đế vững đây, có một cái nữa nè đấy. Cây chi bay rất là đẹp, cây này làm nhanh ra cây á, chi dốc ngọn hết rồi đấy. Rồi anh em xem thông số cây này, chậu 50 luôn, về kiếm mấy chậu men bỏ vô nha. Hoành 38, chưa vô kẽm luôn, ghép xong bỏ. Cao đó 30, dòng này thôi bấp ba phê, dòng cuốn phong có chi phóng là 40. Cây quá đẹp luôn anh em, cây này về làm mấy chậu xẹp xẹp thôi lên tê ngừ quá. Anh em thấy kỹ vô anh em, kỹ vô thì gọi điện chốt giùm em nha. Dứt cái. Rồi mọi người tiếp tục một phôi nữa. Đúng, có một phôi cốt rất là đẹp nha mọi người nè. Có một phôi nè, cây này nụ quá chứ, là nụ đầy luôn. Chì quá đẹp, trời nụ quá sung mà. Chụp chùm luôn, chùm chùm luôn anh em ơi. Tết này là chơi ho vô tư nha anh em nha. Chơi được rồi. Cây đế nè, đế rất là đẹp nha anh em. Đế nè, đế nở đẹp. Mà cái dàn cốt tay rất là đẹp nha. Liền lạc, giót ngọn mà chi cốt đầy đủ luôn. Đấy, chi phong quá luôn, quá đẹp tuyệt vời, ổn định, về chỉ có sang chậu chơi thôi anh em. Bưởi ô quay dòng nữa anh ta, quay dòng nữa cho anh em. Bưởi ơi, bưởi ô ngạp. Đấy, về là anh em vào kẽm rồi sau đó sang chậu rồi chơi nha anh em nha. Đúc cây này lá to đó, cây này sung với đâu lá to ha. Rồi anh Tâm cho anh em xem thông số ơi, cây cốt cành rất là đẹp nha. Hoành trăm không anh? Lấy chưa? Hoành 30. Được. Cao 57. Chậu 50. Chắc ăn đi. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt anh em ơi. Rồi mọi người tiếp tục một phôi nữa. Phôi này rất là đẹp mọi người. Dưới đó có kiến anh ta. Đế nè, đế rễ nè. Đây là đây. Nở nè. Nở lắm, đều lắm. Đó. Qua đây cho chúng ta coi. Đó. Đây, qua đây. Đế rễ nở nha này nha. Đó, bên này nữa nè. Nở rất là đẹp nha. Cây này thì mới bị sức cái chậu, chuẩn bị sang chậu anh em à. Rễ cám đầy luôn. Cây này thì mình ghép giống 82 cánh. Nụ rồi cũng ok, nụ nhiều nha. Nụ khá nhiều luôn. Cây này được dàn chi rất là đẹp nha mọi người. Không mắc đầu. Đủ đó đây, chung chung chi, chi quá đẹp luôn. Đấy, chi đều liền lạc hết luôn. Dốc ngọn nè, đó, còn ngọn còn như đây nè. Dàn chi nó nè. Cây này quá đẹp tuyệt lắm. Vời. Đấy, chi cốt cành nè. Ha, đẹp không? Cây này giống mai vườn vậy bộ. Dàn chi này giống chi làm từ bé vậy bộ. Cút hết, chơi bonsai thì vô địch, về vô kẽm chơi bonsai. Rồi anh em xem thông số cái này nha, có chi phóng ra đây đẹp lắm anh em ơi. Hoành 46, lấy cuộn băng keo gắt. Cao là 56, bầu đế 50. Rồi chậu 50 á, chậu 50 anh em à.
Rồi anh em xem kỹ cái này lại, chốt chơi nha anh em nha. Cây đẹp lắm anh em ạ, à, tuyệt vời lắm. Rồi em hôm nay em quay 9 cây nha anh em nha. Đây, có đủ đỏ này. Thôi cây này phải người ta mua, mình đã mình không bán quay ta mua chết. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip nha. Anh em cảm thấy clip mình hay thích thì nhớ like đăng ký ủng hộ kênh. À, cho anh em coi mấy cái cây đang nở hoa, mới sang chậu nở hoa nè anh em ạ. Hoa siêu bông Sài Gòn nè. Đấy. Nở bữa giờ cũng nhiều lắm rồi. Cây mới cho ăn nắng anh em. Thích thì mình giao lưu luôn. Ừ. Một cốt lực nè ha, nụ đây. Đấy, siêu bông Sài Gòn đấy anh em. Ừ. Đấy. Mai của mình thì đầy vườn này, vườn trên kia. Ừ. Còn khu đây là khu mai giống. Đấy, khu mai giống đấy. Hello khách chú Lan. Hello. Chú Lan là chuyên ghép mai nha anh em nha. Đấy. Khu đây là khu đang làm mai giống anh em ạ. Rồi. Đây có một cây nữa nè, mới sang chậu nè anh em ạ. À. Lực đúng không? Hoành xá mấy á. Rồi tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày tốt lành, hẹn gặp lại anh em nha.